Lâu bạn, ngủ mới thức bạn ơi. Chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Nguyễn Hải nha. Chào bạn nha. Quánh luôn. Thứ 15 đời nhà Minh đệ tử của phái Võ Đường Dân Phi Dương. Trời thánh thần. Hello các bạn nha. Ngủ bạn đi ra. Trời ơi là trời. Gặp láng nha. Hôm nay có Mỹ Sừng, Cảnh, Minh, Tư Béo, Kẻ, Hải đâu. Ngủ không chồng. Rồi, xong tới công chuyện luôn. Bữa nay chán ai gì chơi người đó. Không chơi không Hải đâu. Tội nghiệp lắm, cho ông ngủ đi, tối thức khuya. Đúng là con trai của ta. Đi qua, không có. Thiệt. Ơ, cao thiệt. Người cay gắn à. Thiệt. Cao người cay gắn à. Cái gì? Cho ông tắm. Hôm bữa nay chưa tập cho ông tắm gì nữa. Hôm bữa nay chưa tập cho ông tắm gì nữa. Thôi ông, mà thôi ông. Cho ông bỏ đi. Đây nè, mày cho ông không? Không. Không nè. Không, bây giờ, mày cho nó, mày không, mày hỏi nè, mày cho nó không? Không. Ờ mày cho mày tao cho cái gì đó thừa mày. Cho. Mày mày mày, mày vô đây rồi coi như mày lỡ lên thuyền rồi, mày phải theo thuyền. Mày không lao phải theo lao. Lỡ leo lên lưng cờ và bứt lưng cờ bán luôn. Không thôi cho nó là. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Không dặn nữa sao? Không có đâu. Tao nuôi ông được, tao nuôi. Cho mày ngày ăn hai bát cơm là được rồi. Cố nội ông gì vậy? Quả chân. Chó này. Đang bánh với bông xài mà ông nội này phá hoài. Anh tính ăn bông uống nước hay gì? Nó cho nặng không? Không có gì đâu. Cho nhẹ lắm. Đây. Cho nhẹ lắm. Trong cái này có đầy ca phía tay mà. Có. Để đi trong kia. Có chùm cuối này rồi đúng không? Chùm cuối. Chùm cuối. Chùm cuối. Chùm cuối. Ê, khoan, nó nghe này nè. Ông thỉnh dài là... Nhìn cái mặt của nó là thôi thua. Đại ca là giật mình phải không? Giật muốn xẻo luôn. Ê, này kêu đại ca tới tay đi. Giật là ông Hải. Giật Hải với chơi ông Tám. Thấy mà đại ca đang ngủ giống. Giật Hải không được không á? Đây tôi tính cho. Đại ca đang ngủ giống. Đây, đại ca. Mà ông... Này mấy ông Tám không khỏe quá. Điều bệnh chút tết không? Dứt nách nè. Ta coi cái gì này không? Hoặc mình gà với quân bạn nè. Mất cái này có gian hộ. Chạy đâu đó. Mất rồi. 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 Đi ngủ đi, ngủ lại thôi. Ngủ lại. Nó xỉn nó ngủ hay gì? Đi ngay trước đây coi. Ngủ lại trời. Cái giường ông ngủ, ông kẹt đầu ông nội mày lên bây giờ nè. Cái giường ông ngủ anh nó dục gió quýt trên kìa. Ngủ lại. Tao hay hót đi gần bên mày tao dục quá. Chán. Nhà có Mỹ Sưng cũng đỡ. Chúc Tết giọng là phải có cái gì ấy. Chuối năng rồi đi với bông tên đi gan cúng đi trời à hiểu đúng không, hiểu không nói gì là hiểu chứ rồi thở đúng không anh nào để tay lên coi để lại chụp thở chụp thở để đi mua đèn cây với nhang về chứ đây này cây nhà có chạy cây nhà có vô lẹ thở nha bà cố nội mày để tay lên mày ve là mày bẻ tay tao với một hai kêu qua bếp của Tám một sự bất ngờ đó đúng không? Mà tao mày y như mấy con cá tra ăn móng dưới sông vậy đó, tao thiệt mày nín cho đầu đi mày. Mình làm quá sợ nó bắt con lại đó. Nice. Ăn mấy ngày khổ. Đại ca, để này ngoài đi lát cho mình nó đẹp vô. Bởi vì mấy con mới nhờ đại ca chơi đó, chơi có ông đi. Bây giờ ông dặn lên rồi, ông bắt con lại rồi. Bây giờ đại ca dụ ông ở ngoài đi. Tám ơi. Thử bà Tám. Ông nội mày á mà kêu ông nội mày hay gì? Thằng ông mà. Thằng ông nội mày đi ra cho cắt chữ là chơi đi. Mở đầu bên trận. Rồi nhớ phải lỡ cái anh. Đỏ đẹp lắm. Gì quay với trận. Sáng đứa khùng cái gì. Đây nhớ. Này đem đâu. Giấu cái gì đi. Ê Bang. Có gì vậy? Bạn đầu đã cười chết lại. Bên đây con cháu gọi chúc Tết gì nè. Đi ra trước quá. Đi được chị nào con mà giúp đi lắc lên trước đi thì đâu đi cả ok lấy ra ông đi ra kìa lấy ra chậu là chậu lắm cái đầu nó ra trời ơi.
Mày ăn mày y như mấy con cá tra ăn móng dưới sông vậy đó, tao nói thiệt, mày nín cho rồi đi. Ăn với bột mỏi là sạch cái răng hoài. Áo tao quặn vô, con mẹ nói tốt rồi, rồi đây chú xíu đi, đợi nó đem quà rồi. Đại ca, nay có quà cáp rồi, ngon rồi, rồi gì nữa. Đại ca, đại ca, đại ca, ba người, con gái chứ. Mì hố xả cầu, thì cá đàn cho mì hô, mì hô, mì hết xả tăng. Bạn ơi, mình xíu nghe, mình giống cầm cái nha các bạn. Anh, đi vô nè, đi vô đường sau á. Mình nhớ đi đâu vậy? Ấy, khoan, giấu cái này mày đi ông nội. Chạy hai đang chạy đi, để tao đi vô trước thôi. Vô ông tám kìa. Tám ngoài kìa. Mày bị điên à? Tết nhất ở đây thì tụi nhỏ nó cũng kêu nói thôi về. Ủa ông mà? Cũng lớn thôi về ông cũng qua thay mặt giùm mấy đứa cháu đó. Qua để mời ông tám đi ra sao mà chuyện chơi trước thì cái chuyện sau là. Ông nội đó chỉ trái cây của ông ẩm đâu vậy? Bữa nay là mùng 4 không? Bữa nay vậy là nó có cái chương trình là nó tổ chức để mà chúc thọ ông tám, và sau đó là kế tiếp là có một cái phần quà để nó tặng ông. Dạ. Làm kỷ niệm trong những cái ngày đó. Mấy đứa cháu nữa đó hả? Dạ. Dạ. Tám cái sao mình đi mình ra thôi đấy. Dạ. Xong rồi con nó có mắt đây bị mình hứng gió đồng à. Có điều bất ngờ. Anh khỏe không ta? Nói đi. Khỏe. Tết này khỏe rồi. Sưng con lấy liu đó chà. Cái sưng này. Ủa hoài thấy. Có thể nó khách tới nhà mà chú gọi cho mà tám mà nhỏ này quay. Làm như nó không biết gì hết vậy đó. Giờ có khỏe không? Khỏe không? Khỏe rồi. Ông khỏe phải không? Ông khỏe là tụi nhỏ nó đuối á. Bữa nay ông táo dậu nhà nghe ông táo. Phải ẩm hơn mà làm tí đi mình còn dễ. Đêm hôm mà đi đám cưới gì mà nó chết luôn, đóng vợ nằm. Thì sẵn đây cũng có một cái phần quà như mà để mà tặng ông với đó. Mấy con có bất ngờ cho ông tám. Bất ngờ. Với lại chúc ông tám gì này nọ là chúc gì này nọ gì ông nội. Không phải đâu, cũng thông cảm này bị gãy mà lâu lâu gặp giờ vợ thì nó hết. Ừ. Đó là múa lái, múa đằng đập quan á. A few moments later. Đây hả? Dạ. Dạ đủ đi. Dạ anh Tám. Dạ anh Tám mấy anh chúc thọ. Ngắm già luôn Tám. Xích vô mấy Tám. Thôi giờ ông Tám muốn lớn, ông ngồi ngoài mình ngồi trong mới. Ờ đúng rồi. Đấy rồi đó, tao ngồi ngoài này nó mát. Đúng rồi. Ngồi ngoài nó mát. Trời giờ này chú quắc là trời, để vợ ra ngoài đi. Không đi. Chính chừng đập cái gà mày. Cái gì ở mình trước đi, vô đây cái đầu cái nó không phải quá chỗ nó chạy nuôi gà sao mà chạy đi vườn chạy nuôi gà ngồi đây cũng mát vậy là phải không phải chạy gà chạy đó đâu. Cái này là sự bất ngờ nghe chứ không có gì nghe, tại vì một con bún lộn cũng quý giá luôn là cũng là cái lòng thì con của con cháu đó đó, cháu nó cũng như vậy mà nó tổ chức nó mua để mừng Thôi bây giờ trong khi chờ đợi đó, mình đang muốn quà đó. Lần này có sự bất ngờ, nếu 1, 2, 3 thì ông phải quay lại ông nhận quà nha. Quay ra cho lưng lại. Nhận quà. Giao cho hả? Mày chúc họ không? Chúc họ chứ đi. Thôi quay nhỏ quỳ xuống nè. Dạ. Rồi đầu chúc họ trong tắm từ đứa tới đứa rồi. Dạ con chúc trước à. Chúc ông tắm. Chúc ông này vợ mày. Không. Chúc ông tắm.
Dượng Thạnh An Khang. Gì ông nội? Dượng hả? Dượng quên hốt chúc ông Tám vạn sự ý như. Chúc ông Tám trăm năm hạnh phúc. Rồi tới con chúc ông Tám trăm năm hạnh phúc. À chúc lão lão chúc ông Tám tới nhất thành công. Cái gì không không? Chút xíu ông Tám cho tiền lì xì nha. Rồi chút ông Tám. Rồi lại. Chưa, ăn xuống chân đâu. Này nè, kêu mãi à. Chút ca đi thôi. Mày quỳ xuống chút thọ đây ca. Chúc ông Tám chạy mạnh giỏi nha. Ông Tám mạnh tay mạnh chân lắm đó không? Là mình đuối. Chưa. Cái này ca chúc, chúc. Giờ năm mới, thì năm cũ qua năm mới thì chúc ông Tám sống lâu trăm tuổi với con cháu đầy đàn đầy đống. Chúc cho mấy cháu coi như là nguyên một cái tem. Bắt đầu là qua Tết này mình cũng là vui vẻ. Rồi coi như mình tiến tới cho nó phát đạt. Dạ, chúng ta tám cho tiền liền xài đây. Cho tiền liền xài. Quá, tám mặt lên, tám liền xài đi. Không. Chạy nhanh chú Quẩy. Công nhận cái ngò nó ngọt thiệt. Quẩy kho chết mẹ mày rồi con. Tao rồi, đúng rồi đấy. Có gì hả? Cái gì? Tại sao đây rồi? Tính cảnh tôi tới đây. Con bé đâu vậy? Cái gì? Cái gì nữa hả? Cái gì nữa hả? Sáu à, ông cúng cho vậy. Đi bảy. Thì cứ quốc cái đó là đi ở. Dặn luôn á. Sao quốc con? Đi, tại mày cái cúng vô đây nè, chứ không có gì trơn á. Con mới ngủ qua luôn á. Mừng. Mày vô mày nói. Đừng tâm. Ra là mày. Mày chạy mày. Chạy. Chạy vô cái lẻ. Thầm nha. Cái gì bông đầu vậy? Bông đầu kìa. Ông là gì ông Vinh? Tại vì bữa đầu đi ông ta đi hỏi cái gì? Tại ông không chúc thọ ông, không chúc thọ ông đi. Giờ chúc thọ ông là đi. Đi. Cầm mình bông họ vô chúc ông kìa. Cầm vô chúc thọ đi. Đi chúc thọ. Vô nói tao cũng tin tưởng con cháu. Hậu ơi mẹ có cái dĩa trái cây. Chúc thọ gì nè? Con chúc quánh con phải không? Thôi bây đám này vô cho mặn gì nữa đây hả? Chúng thọ thọ nè, thọ nãy mấy đứa nói là con quên chúc thọ ông Tám, nhưng con chúc ông Tám nè. Chúc nè. Mày xuống đi hả? Mày xuống. Mày không có thành kính. Kêu quỳ xuống chúc thọ gì cả. Thôi chúc sao đâu. Chúc Tám cho thọ. Chúc. Mày này đang đưa mấy tay. Đưa tay. Mày cũng tay. Có quỳ xuống.
giờ cho vô ách đi bác. Vô đi. Mày gà xin cục cục rồi nè. Cái gì vậy? Ê! Ê, quên nữa, cái nãy cái ly chiếc cốt có thầy ly á, ông Trúc phải ông đưa ông nữa, ông uống cái ly, ông uống cái nữa đó. Có đâu, có đâu. Cái ly chiếc cốt kìa. Uống chưa, uống chưa, uống dạ, uống dạ. Uống ly chiếc cốt chưa? Uống không? Giờ đi rồi, nóng nó hả, nghỉ qua rồi. Đem cái dòng cái xanh qua bệnh. Đem cái dòng cái xanh qua bệnh, cho chốt nhậu luôn. Đi bệnh. Có quyền quyền đáo bệnh, ông ra đâu, quyền đáo bệnh, ông cho đây. Tết nhất quýnh nhỏ đầu chứ có cục chứ. Đi gì đường sao vô nè. Đi đường sao vô nè. Đi đường sao quá anh. Đi đường sao luôn nè. Có nóng hiểm đâu trời ơi đây. Có nóng luôn 8 kìa. Vậy tôi với đại ca đi đường này vô trước. Đi gì đâu, quánh ngoài gì đấy. Đi lại đại ca. Vậy em tóm nhỏ chút thọ mà không tóm. Chút thọ lại đi. Tao đừng ngủ ở đây không có yên với mấy thằng mày. Tao không có yên đó. Vậy giờ mày cho nóng hay là mày cho nóng hả? Chú thọ. Có giờ cho nóng bây giờ cho anh luôn á. Nhỏ. Quỳ vô rồi đó. Trời ơi bà. Đã cho sinh ra trong cõi đời, hào nắm tôi chưa hề biết sai. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Nó cắt đứt chết luôn vậy. Lên gót trà cho bố nghe. Nó cả lẽ đi, lên gót trà bố. Để lên nó gót trà cho ông. Cái lên, gót trà cho ông. Mình trà ông đâu. Ngồi gần gần lại đây. Chúc thọ nữa kìa. Chúc thọ. Chúc thọ. Chúc thọ. Chúc thọ. Ông Tám, ông Tám. Ông Tám, ông Tám. Đi ông này nè, lại giờ con cũng làm. Ông Tám. Năm mới mình làm cho vui vẻ mà ông Tám. Làm mấy nãy chúc thọ ông Tám gì á. Mấy nãy nó giấu cam đó kìa. Nó giấu cam ra kìa đó. Thôi để con vui nha. Cái này nè, con không biết gì đâu. Vậy không có chân hả? Dạ ông Tám. Đường nào đâu mày chỉ rồi. Quý á. Nguyên đám đường nào có ông ba con nữa kìa. Dạ. Trời ơi, thằng là trời. Đời cha ăn mặn được con khát nước rồi đó. Chút cái đại bản ra cái thằng chụp cuối vô coi. Đại ca, ông Tám bớt giận, ông Tám kêu vô. Bây giờ nè, không có trẻ con nữa chứ, muốn cho ông Tám quýnh luôn mà. Đừng có, đại ca.
Cái hai cái. Ông Tám có hai cái nữa hả? Mày đếm mở miệng luôn á. Ông Tám có ngại đó. Mày hả? Tao đang ngủ nói Để chú Phở xíu điện lại. Nó kêu đại ca hỏi gì vậy? Nay bữa nay mấy đứa còn đi chúc thọ ông Tám. Rồi sao ông có ông thay mặt giùm đi nên kêu nói giùm nó biết đang ngủ cái gì ra. Quay lưng là chưa biết cái vụ gì luôn á. Ờ đại ca, cho bắt cái đại ca. Không có biết đâu.